Thưa các bác, hôm nay thì tiếp tục lại là cái đơn hàng mà nâng cấp âm ly, biến cái âm ly thành cục đẩy. Thì bên em thì liên tục nhé, khách hàng sẽ mang trực tiếp về cửa hàng, hoặc có những cái khách hàng là sẽ mua sản phẩm từ xa để mà lắp vào âm ly, biến cái âm ly thành cục đẩy. Và hôm nay thì cụ thể là có một cái đơn hàng là khách hàng có mang trực tiếp qua bên em là con âm ly Jaguar PA203N, và bác ấy đang sử dụng một con lọc của bên Balasulic. Thì bác ấy yêu cầu bên em là sẽ biến cái âm ly của bác ấy thành cục đẩy. Thì ở đây ví dụ như em đang nhận con âm ly này, và hiện giờ con âm ly này nó bị hiện tượng này. Có một cái chiết áp này các bác vặn thì nó cứ sột xẹt ở loa, thì có nghĩa là nó bị hỏng cái chiết áp này. Thì chúng ta sẽ có một cái phương án dễ nhất là chúng ta sẽ vệ sinh cái chiết áp, là chúng ta sẽ xịt MB7 vào, chúng ta sẽ vệ sinh cái chiết áp này thì nó cũng hết cái bệnh này. Nhưng mà cái quan trọng nhất ở đây là có nghĩa là cái con âm ly này là một cái con âm ly đời cũ, công nghệ đời cũ. Thì dù chúng ta có vệ sinh chiết áp đi thì so với những cái dòng vang đời mới giờ thì âm thanh những cái dòng vang đời mới thì nó sẽ hay hơn. Thì lúc đó thì chúng ta cũng không cần sửa cái chiết áp này, mà chúng ta sẽ lược bỏ toàn bộ cái vế vang của con âm ly đi. Trên âm ly này nó có hai phần là phần vang và phần công suất, thì chúng ta sẽ lược bỏ đi và chúng ta sẽ thay bằng một con vang đời mới hơn, cao cấp hơn. Thì chúng ta sẽ chắc chắn 100% là chúng ta sẽ có một cái hiệu quả âm thanh nó sẽ hay hơn. Và em giới thiệu, em quảng bá là một phần thôi, nhưng mà cái quan trọng nhất đó là khách hàng thực tế tại cửa hàng, trải nghiệm thực tế tại cửa hàng, có nghĩa là mang cái sản phẩm đến cửa hàng. Đấy, có những cái mác mang những cái con âm ly 506 là hàng bãi, mua rất là nhiều tiền, ví dụ như mua 15 đến 20 triệu. Đấy, và sẵn sàng là lược bỏ cái vế vang của con âm ly đi. Mặc dù con âm ly đấy cái vang của nó cũng rất là hay rồi, nhưng mà sẵn sàng lược bỏ cái con vang của con âm ly đi để lắp thêm một con vang đời mới hơn, cao cấp hơn ở ngoài. Cái quan trọng, cái mục đích cuối cùng là để có một cái âm thanh hay hơn các bác nhá, để có một âm thanh hay hơn. Và chắc chắn cả kể các bác đang sử dụng những cái âm ly mà hàng chính hãng đắt tiền. Đấy, nhưng mà các bác sẽ lắp những cái dòng vang đời mới vào thì chắc chắn là chúng ta sẽ có hiệu quả âm thanh, nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Và với cái cụ thể là cái con âm ly của khách hàng ở đây ý, thì là cái vế công suất của bác ấy nó vẫn sống, nó vẫn sử dụng bình thường, nhưng mà cái vế vang của con âm ly nó kém. Thì lúc đó thì trên con âm ly này nó sẽ có cái nhà sản xuất ý, người ta thiết kế, người ta đã tính toán là người ta sẽ cho phép là chúng ta chỉ sử dụng cái vế công suất của con âm ly này thôi, và không sử dụng cái vế vang này. Đấy, thì chúng ta chỉ cần rút cái cầu chữ U này ra. Ở trên nhà sản xuất người ta đã có cái thiết kế như này. Thì chúng ta chỉ cần rút cái cầu chữ U này ra để chúng ta đưa thẳng cái đường tín hiệu. Đấy, từ bên ngoài thẳng vào vế công suất và biến cái con âm ly này thành cục đẩy. Và bây giờ thì bên em sẽ thao tác làm các bác nhé. Và cái con vang hôm nay thì em giới thiệu các bác để lắp vào cái con âm ly này, biến cái con âm ly thành cục đẩy đó. Con vang hàng chính hãng đến từ thương hiệu là Little Sound. Little Sound, và cái hàng này là hàng nhập khẩu các bác nhé, hàng nhập khẩu chính ngạch, chính hãng. Và trên thị trường cũng như là bên em thì bán rất nhiều những cái dòng vang để các bác lựa chọn tùy vào chất lượng, giá thành khác nhau. Nhưng mà để mà có cân bằng giữa hai cái giá trị, thứ nhất là cái chi phí nó thấp, và thứ hai nữa là hiệu quả âm thanh hay và hàng chính hãng, thì đây là một cái sản phẩm mà chúng ta sẽ đáng lựa chọn đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Có nghĩa là bên em thì có rất là nhiều những cái dòng vang giá thành khác nhau, nhưng mà để mà giá thành rẻ, con này ví dụ như con này bên em đang bán với khung giá chỉ tầm khoảng 2.500.000 thôi, nhưng mà cái con này cái chất âm với cái giá 2.500.000 đấy, nhưng mà cái chất âm của nó thì nó sẽ so sánh với những cái dòng vang mà bên em đang bán với cái khung giá là 3 triệu, ngoài 3 triệu đấy. Thành ra là những cái bác nào mà đang tham khảo một cái dòng vang để chúng ta sử dụng thì đây là một cái dòng vang mà giá thành hợp lý nhưng mà hiệu quả âm thanh hay để các bác sử dụng cái con này. Bây giờ em sẽ lắp cái con này vào cái âm ly của khách hàng các bác nhé. Và cái con này thì cái quy cách bao bì đóng gói của sản phẩm thì bên trong thì nó sẽ có một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng này, cái tô vít chỉnh này, và cái dây nguồn này, và đây là một cái điều khiển từ xa để các bác ngồi từ xa để các bác điều khiển cái tính năng của con vang này. Và ngoài cái phụ kiện ra thì bên em sẽ tặng kèm cho các bác đầy đủ. Bên em sẽ tặng kèm các bác trong trường hợp mà các bác lắp cái con vang này với cả cục đẩy thì sẽ tặng kèm các bác là hai cái sợi dây Canon hai đầu này. Và các bác lắp cái con vang này với cả con âm ly thì em sẽ tặng kèm các bác là hai cái sợi dây Canon ra cái đầu hoa sen để các bác lắp với âm ly. Đầu Canon này là lắp với con vang và đầu hoa sen để lắp với cả âm ly. Và tặng kèm cho các bác là cái sợi dây RCA để các bác lắp với những cái thiết bị mà đường tín hiệu của nó là RCA. Và ở đây là có cái dây cáp quang để các bác lắp cái con vang này với cả TV. Và cái dây cáp quang này dây hàng chính hãng, toàn bộ là hàng chính hãng. Và dây này rất là dài, dài 3 mét để các bác lắp. Đấy là đầy đủ phụ kiện, các bác chỉ về các bác thao tác lắp thôi. Và bây giờ thì em sẽ lắp với cái hệ thống này các bác nhé. Ở đây tiện cái máy ở đây thì em tháo ra, em vệ sinh ở bên trong con âm ly này cho khách hàng. Con âm ly này là con âm ly hàng Liên Doanh. Con này nó có hai kênh công suất, và mỗi kênh của nó thì nó sử dụng hai cái con sò công suất. Sò là sò 1 phép các bác nhé, sò 1 phép. Đây là cái cấu trúc linh kiện ở bên trong con âm ly. Trên âm ly này thì nó sẽ có phần, đây là phần vế vang của con âm ly, nó tương đương cái con vang cơ. Dòng vang cơ này, dòng vang cơ đời cũ, thì bây giờ chúng ta lắp cái con vang cơ đời mới ở bên ngoài thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều các bác nhé. Đây, và chỉ sử dụng cái vế công suất của âm ly thôi.
Ở đây thì đầu tiên đó là em chỉ sử dụng con vang này với cả con âm ly, và cái âm ly đã biến thành cục đẩy. Ở đây thì em sẽ rút cái cầu chữ U ra các bác nhé. Rút cái cầu chữ U ra và sẽ đưa thẳng cái đường tín hiệu từ trên con vang, đây là đường chính, đường ra loa trái loa phải này, đưa thẳng vào cái vế công suất khuếch đại của con âm ly và biến con âm ly thành cục đẩy. Và lúc đó thì cái con âm ly này, tất cả những cái chiết áp của con âm ly này, có nghĩa là cái vế vang của con âm ly này sẽ được bỏ, không sử dụng nữa, và toàn bộ là chúng ta sẽ sử dụng ở trên cái con vang cơ lai số này. Thì trên cái con vang cơ lai số này là sự kết hợp giữa cả vang cơ và vang số. Vang cơ ở đây là chúng ta sẽ chỉnh dễ sử dụng như vang cơ, có nghĩa là chúng ta sẽ chỉnh trực tiếp ở trên sản phẩm, không cần máy tính, không cần phần mềm, không cần những cái dụng cụ chuyên nghiệp, và chúng ta bác nào cũng có thể là sử dụng cái con vang này. Đấy là cái điều mà thích nhất trên sản phẩm này. Thì khi mà chúng ta nghe nhạc, chúng ta hát karaoke thì liên tục chúng ta phải chỉnh âm để mà nó phù hợp với cái bài hát, phù hợp với cái giọng ca của chúng ta, cũng như là sở thích của chúng ta. Và đối với những cái dòng vang này là dễ sử dụng nhất, còn những cái vòng vang số thì đa phần những người sử dụng phổ thông thì chúng ta sẽ không chỉnh được. Và cái con này thì nó, cái phần thứ hai là cái phần mà linh kiện, thì nó sử dụng cái linh kiện là xử lý tín hiệu âm thanh, đó là sự linh kiện số. Thì với linh kiện số thì âm thanh con này thì cái chất âm của nó sẽ như cái vang số, chất âm hay như vang số. Đấy là cái hai cái lợi ích khi mà chúng ta sử dụng những cái dòng vang này. Và ở đây thì cái con vang này em cũng đang để chế độ xuất xưởng tất cả 12 giờ. Vì cái dòng vang này là cái dòng vang mà cũng sản xuất ra là theo cái nhu cầu, theo cái cách dùng của người Việt Nam, cách hát của người Việt Nam. Thành ra là khi ở chế độ xuất xưởng chúng ta để hết ở 12 giờ thì nó đã sẽ đáp ứng được chúng ta đến 80%, 90% cái cách dùng, cách nghe nhạc của người Việt Nam. Còn chúng ta muốn hay hơn, chúng ta muốn xuất sắc hơn thì chúng ta sẽ chỉnh theo cái ý thích của chúng ta nữa. Và ở đây thì em sẽ để chế độ âm thanh mộc và các bác sẽ nghe cái phần âm thanh nhé. Con âm ly này bây giờ biến thì cũng đẩy, thành ra tất cả những cái chiết áp này chúng ta sẽ vặn về không, vì nó không có tác dụng gì cả các bác nhé. Là chúng ta vặn thế nào cũng vậy thì nó không ảnh hưởng đến âm thanh. Và bây giờ em sẽ đưa cái đường tín hiệu, đây là đường tín hiệu quang học này, và chỉ có cái con âm ly này với cả con vang này thôi, và chúng ta đang lắp vào một đôi loa full bass 25 các bác nhé. Và các bác sẽ nghe cái phần âm thanh. Rồi, các bác nghe ở chế độ là âm thanh mộc của con vang này, và em sẽ lấy đường tiếng ở trên tivi qua đường quang học các bác nhé, để các bác nghe cái phần âm thanh ạ. Thì khi mà biến cái con âm ly này thành cục đẩy và chúng ta lắp con vang này thì toàn bộ chúng ta chỉ chỉnh ở trên con vang, và trên con vang này cái hệ thống mà xử lý âm thanh thì nó sẽ chuyên nghiệp, nó sẽ hay hơn rất là nhiều các bác nhé. Và gì hiện giờ con âm ly này em đang cho kéo là một đôi loa full đơn bass 30 nhé, của EV đây các bác nhé. Loa full đơn bass 30 luôn, mà các bác thấy là đưa âm thanh ở đây em đang sử dụng ở cái không gian một mặt sàn, nó là 110m², mà âm thanh nghe rất là đã luôn, các bác nghe phần âm thanh ạ. Thì khi mà chúng ta lắp cái con vang này với cả âm ly thì một phần nào đó thì nó cũng đẩy một chút ít về phần công suất của âm thanh của âm ly lên, nó khỏe hơn và tiếng nó sẽ sáng tiếng hơn, nó sẽ thoát tiếng hơn các bác nhé. Thưa các bác, ở đây thì khách hàng có sử dụng thêm cái con lọc tiếng này, thì em đã lắp vào. Ở đây thì em đã tháo cái lóc ra để vệ sinh cái con lọc cho bác ấy. Nó có một cái ốc nó rơi bên trong thì em bỏ ra để nhấc cái ốc ở bên trong ra. Thì ở đây thì bây giờ con vang này xử lý xong này, trộn cả tiếng nhạc cả tiếng mic này, sau đưa trên con lọc này, con lọc này sẽ đã lọc âm một lần nữa và sẽ đưa xuống cái con âm ly và sẽ khuếch đại lên và đưa ra loa. Thì với cái con vang cơ lai số để bản chất ở bên trong thì nó đã có cái hệ thống mà lọc tiếng rồi, thì các bác có thể là bỏ qua con lọc này cũng được, hoặc là các bác có thể là lắp thêm và cũng được. Thì khi mà lắp thêm thì chúng ta sẽ sử dụng được hai thành phần. Thứ nhất là thành phần lọc tiếng ở trên cái con vang này, thêm chúng ta lại có thêm một phần lần thứ hai lọc tiếng ở trên cái con lọc này nữa. Thì khi mà chúng ta chỉnh hai lần thì có nghĩa là chúng ta sẽ khó chỉnh hơn, phức tạp hơn, nhưng mà khi mà chúng ta biết chỉnh thì âm thanh nó sẽ hay hơn các bác nhé. Đấy thì em nhắc qua là như vậy. Và bây giờ thì em sẽ đưa cái phần âm thanh lên, các bác sẽ lắp khi mà chúng ta sẽ có ba thiết bị thì nó như thế nào. Và đây thì em sẽ thử cho các bác cái tiếng mic. Ở mic ở đây thì em cũng đang để chế độ mộc hết, tất cả 12 giờ hết các bác nhé. Tất cả 12 giờ hết. Và đây các bác sẽ nghe phần âm thanh tiếng mic. Alo 6712. Alo 6712. Thì thưa các bác là khi mà lắp thêm con vang thì chắc chắn âm thanh nó sẽ hay hơn, nó sẽ chuyên nghiệp hơn rất là nhiều. Còn khi mà đợt trước mà các bác lắp với cả âm ly ấy, chỉ có âm ly không ấy, thì tiếng mic nó rất là lặng tiếng. Mà khi mà chúng ta đẩy cái tiếng mic cao lên thì nó sẽ bị rú rít mic. Đấy là cái nhược điểm lớn nhất ở trên cái âm ly. Nhưng mà trên hệ thống vang thì nó sẽ xử âm ly âm thanh cả tiếng nhạc cả tiếng mic, thì nó sẽ chuyên nghiệp hơn rất là nhiều, nó sẽ hay hơn rất là nhiều.
Ở đây thưa các bác thì em đã lắp cái hoàn chỉnh ở đây, cái combo ở đây sẽ từ mic này đưa xuống vang này, vang phối trộn tiếng nhạc, lọc tiếng nhạc, lọc tiếng mic này, sau đưa xuống lại cái lọc âm ở Panasonic này, sau đó sẽ đưa xuống con âm ly và khuếch đại lên và đưa ra loa. Và đây thì em cũng sẽ lắp một cái loa siêu trầm. Thì các bác lưu ý hộ em là trên cái hệ thống âm thanh của chúng ta thì chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái loa cột hoặc là loa để bàn. Thì với những cái loa cột và loa để bàn của chúng ta thì nó chỉ có giải chép, giải trung với cả giải bát, còn cái giải siêu trầm thì nó không có các bác nhé. Giải siêu trầm thì nó không có. Thì với những cái loa này nó là cái giải siêu trầm, âm thanh nó là giải siêu trầm. Đấy thì nhiều bác rất là hay cái quan niệm là khi mà chúng ta sử dụng mua cái những cái dòng loa full này này, loa full này các bác bảo là thay vì là các bác mua bát 30 thì bây giờ các bác mua bát 40 để tiếng bát nó khỏe hơn thì chúng ta không cần mua cái loa súp. Thì đấy là không phải, đấy là các bác sai ở cái chỗ là cái loa súp này nó là cái giải siêu trầm. Giải siêu trầm âm thanh nó là ở cái âm thanh cái giải siêu trầm. Còn cái loa full của chúng ta thì nó chỉ có cái giải bát thôi các bác nhé. Giải bát thôi các bác nhé. Và cái giải siêu trầm thì nó cắt ở cái tần số nó sâu hơn và tiếng nó sẽ hay hơn các bác nhé. Ở đây các bác sẽ nghe cái hệ thống âm thanh ở đây ạ. Ở đây các bác nghe cái phần âm thanh ạ. Tiếp đến là em sẽ thử cho các bác cái tiếng mic các bác nhé. Mic ở đây thì em đang lắp với cái bộ mic K4000. Cái bộ mic này là cái bộ mic mà bán chạy nhất cửa hàng luôn các bác nhé. Cái con này thì giá thành rất là hợp lý, giá chỉ dưới 3 triệu đồng thôi. Có hai tay mic và một đầu thu và có đầy đủ tất cả chế độ tiết kiệm pin, chế độ ngắt gia tốc có. Và ở đây thì em sẽ thử các bác ở chế độ là âm thanh mộc các bác nhé. Để các bác nghe cái phần âm thanh tiếng mic ạ. Alo 6712. Alo 6712. Alo alo. Tiếng rất là ok ở chế độ âm thanh mộc nhưng mà âm thanh rất là hay. Thì lưu ý các bác là trong thị trường thì có rất là nhiều những dòng vang. Cái dòng vang này thì giá thành rẻ và âm thanh rất là hay. Với cái giá chỉ giá 2.500.000 nhưng mà nó sẽ chất âm của nó sẽ so sánh với những cái dòng vang mà tầm khoảng 3 triệu trên 3 triệu. Nếu những các bác nào mà đặt vấn đề về kinh tế thì chúng ta sẽ sắm con vang này. Hiệu quả về kinh tế mà chất âm rất là hay các bác nhé. Alo 6712. Thưa các bác ở đây thì khách hàng có lấy thêm ở bên em là một cái mic có dây hàng Wattfiden DM3.0. Cái con này thì bán vô cùng chạy các hàng các bác nhé. Con này thì 10 bác mà nhận hàng thì 10 bác cật đầu cả 10 luôn. Âm thanh rất là hay. Và cái dây bình thường, cái dây mà theo cái mic này ấy, ở trong hộp ấy là dây là dài là 6 mét. Nhưng ở đây thì bác khách thì bác yêu cầu bên em là làm hàn cho bác một cái dây khác thì em hàn cái dây loại tốt và dây này là 8 mét rưỡi các bác nhé. Rất là dài luôn, 8 mét rưỡi. Để các bác nghe cái phần âm thanh của cái mic này ạ. Alo 6712. Alo 6712. Rất là ok luôn ạ. Alo 6712. Bác thì bàn giao cho bác khách ở Hải Dương. Ở đây thì để nguyên như này thì bác về bác chỉ việc cắm điện với cắm dây loa và là sử dụng luôn các bác nhé. Về nhá. Có lắp đặt có vấn đề gì thì gọi Zalo em xử lý cho nhá. Cảm ơn bác nhá.